tình hình dịch bệnh và đề nghị thông tin truyền thông, anh nào mà làm tốt biểu dương, vậy để chúng ta cùng chung sức mạnh, chung tay vào, suy cho cùng phải biết bảo vệ thị trường bền vững sản xuất của chúng ta. Mà muốn vậy thì phải gặp nhau với người tiêu dùng ở một điểm, đó là cái văn hóa, đó là cái truyền thống, đó là cái đang khuyến khích. Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại thủ phủ chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, giá lợn hơi đã giảm khoảng 10.000 đồng một kg. Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì giá thịt lợn vẫn còn ở mức cao. Dạo quanh một vòng tại chợ truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, phóng viên VOV nhận thấy giá thịt heo đã giảm so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể tại chợ Phước Bình quận 9, chợ Tân Định quận 1, hai chợ Thị Nghè quận Bình Thạnh, mỗi ký thịt heo ba rọi giá từ 150 đến 180.000 đồng. Thịt đùi từ 110 đến 120.000 đồng, giảm từ 5 đến 10.000 đồng so với tuần trước. Còn tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích, giá thịt ba rọi vẫn ở mức từ 180.000 đến 220.000 đồng một ký. Theo nhận định của nhiều người dân, nếu giá thịt heo giảm nữa thì sức mua sẽ tăng. Chị Lê Thị Mì đi chợ sáng ở chợ Phước Bình quận 9 cho biết. Giá thịt là giảm thì tiêu dùng tại vì nhiều tốt hơn giá lên, thì tại vì cô mua chừng 600 mà rẻ, cô mua ký chi mấy còn ăn nhiều. Trong khi đó, giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã giảm khoảng 10.000 đồng một ký. Riêng ngày hôm nay, giá heo hơi chỉ còn 70 đến 72.000 đồng một ký, trong khi tuần trước giá ở mức 80 đến 82.000 đồng một ký. Một số công ty chăn nuôi cũng có kế hoạch điều chỉnh giảm giá heo, trong đó công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam đã điều chỉnh giá heo hơi từ 79.500 đồng xuống còn 75.000 đồng một ký và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh. Anh Nguyễn Văn Tuấn bán thịt heo ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết. Nó giảm nhiều lắm nhưng mà thương lái nó giảm cho mình cũng không được bao nhiêu á, mà giảm 20.000 một ký, đến tay mình chỉ được giảm 10.000. Tò mò không cưới những người lấy tiền đi đây nè, bán gặp nhiều khó khăn lắm. Giá heo hơi ở đầu mối hóc môn chênh lệch cao so với heo dưới Đồng Nai hơn nhau tầm 10.000 trở lên. Heo đầu mối hóc môn heo mặn bây giờ chỉ có 90 thôi, ngoài dưới đây vẫn là 105.000. Theo tính toán của nhiều chủ trang trại, với giá heo hơi hiện nay hơn 70.000 đồng một ký, giá heo móc hàm ở chợ đầu mối 105 đến 115.000 đồng một ký là vẫn còn cao, vì trọng lượng heo sau khi móc hàm còn 70%, nên còn hưởng lợi vẫn là nhóm thương lái. Ông Nguyễn Kim Đón, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng: chúng tôi không có muốn là cho cái giá nó lên quá cao để chăn nuôi nó sẽ không được bền vững. Thực tế là cái không gian phân phối vẫn ở giá rất là cao, khi mà chính phủ yêu cầu xuống cái giá, cái người tiêu dùng thì mình phải chịu cái giá rất là cao do cái không trung gian phân phối, cái người chăn nuôi thì cứ ép xuống, cho nên là chính phủ cũng cần phải đưa ra những cái giải pháp sao cho nó hài hòa hơn. Yêu cầu giảm giá heo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một chủ trương đúng, nhưng điều quan trọng hiện nay là việc điều chỉnh giá heo có lợi cho người tiêu dùng ở mức hợp lý hay không, hay giá heo chỉ giảm ở người chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi mà nhóm thương lái vẫn không giảm thì chưa phải là người tiêu dùng có lợi. Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 1, Hà Nội vẫn duy trì là một trong những địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của cả nước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu tiên của năm nay trên địa bàn thành phố có sự sụt giảm mạnh. Cụ thể, hết tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội chỉ đạt hơn 1 tỷ 020 triệu đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 1 tỷ 260 triệu đô la Mỹ. Như vậy, con số sụt giảm khoảng 240 triệu đô la, tương đương giảm 19%. Sở Công Thương Bình Thuận vừa kết nối thành công với 12 đơn vị là các doanh nghiệp thương mại lớn để hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 90.000 tấn trái thanh long. Tin của cộng tác viên Văn Thuận. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã làm việc với các hệ thống siêu thị nhằm kết nối, hỗ trợ và đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm thanh long cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân Bình Thuận. Đồng thời, Sở Công Thương Bình Thuận cũng đã làm việc với Sở Công Thương Hà Nội để tạo điều kiện đưa trái thanh long vào hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thủ đô. Các đơn vị này cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ tiêu thụ gần 90.000 tấn thanh long cho Ninh Thuận. Sản lượng thanh long Bình Thuận thu hoạch trong tháng 2 là hơn 44.000 tấn, trong tháng 3 là gần 44.000 tấn. Một tín hiệu đáng mừng là trong vài ngày trở lại đây, giá thanh long tại Bình Thuận đang nhích dần lên. Cụ thể trong ngày hôm nay, nhiều thương lái mua tại vườn với giá từ 6.000 đến 8.000 đồng 1 kg, thậm chí có vườn được mua đến 10.000 đồng 1 kg, cao hơn khá nhiều so với mức giá từ 4.000 đến 6.000 đồng so với cách đây hơn 10 ngày. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng,
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí PVB, Ethanol Phú Thọ. Kết luận điều tra xác định thiệt hại do hành vi lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ gây ra là toàn bộ số tiền lãi suất phát sinh mà PVB đã trả và số còn có nghĩa vụ trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công cho đến ngày khởi tố vụ án là hơn 540 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra xác định vụ án xảy ra tại PVB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài bị can Đinh La Thăng, cơ quan điều tra xác định bị can Vũ Thanh Hà, cựu tổng giám đốc PVB, dù biết rõ liên danh nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia các cuộc họp ban chỉ đạo triển khai dự án, chỉ đạo tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, tổ chuyên gia giúp việc thẩm định đấu thầu lập hồ sơ, yêu cầu loại bỏ một số tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, tự ý ký các quy định phê duyệt chỉ định thầu, phê duyệt nội dung, giá trị gói thầu TK05 và ký hợp đồng EPC với liên danh nhà thầu. Bị can Nguyễn Xuân Thủy, cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng đầu tư dự án, tổ trưởng tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu của PVB, mặc dù biết rõ theo quy định hồ sơ yêu cầu phải đưa ra các tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nhưng trong quá trình lập hồ sơ yêu cầu, Thủy đã loại bỏ các tiêu chí này để cho liên danh nhà thầu PVC Alpha Laval DTT được chỉ định thầu. Bị can còn ký tờ trình đề xuất với tổng giám đốc PVB phê duyệt hồ sơ yêu cầu để phát hành cho liên danh nhà thầu là quy trình chỉ định thầu. Người dân ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận có thể nộp tiền vi phạm giao thông qua mạng từ ngày 12 tháng 3 tới. Thiếu tá Vương Ngọc Bắc, Phó trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đang hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để tích hợp việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia dịchvucong.gov.vn. Theo đó, từ ngày 12 tháng 3, cảnh sát giao thông sẽ thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. Đây là 5 địa phương có tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính về giao thông chiếm một nửa cả nước. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ cập nhật dữ liệu người vi phạm lên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị và tích hợp với hệ thống dịch vụ công. Từ đó người dân có thể tìm tên, lỗi vi phạm và thực hiện các bước nộp phạt trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, đồng thời lựa chọn hình thức nhận quyết định nộp phạt, giấy đăng ký bằng lái tại nhà thông qua hệ thống bưu điện. Sau khi hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu, việc nộp phạt giao thông qua mạng sẽ áp dụng trên toàn quốc từ tháng 6 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, không gian đô thị của thành phố Đà Nẵng hiện đã tăng gấp 4 lần so với trước. Không gian ngày càng bị bó hẹp trong khi quỹ đất của thành phố dành cho các công trình công cộng và mở rộng đường ngày càng khó khăn. Những khu dân cư đông đúc đang ngày càng trở nên chật hẹp, nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy nổ cũng gia tăng. Trước thực trạng này, mới đây quận Thanh Khê, một quận trung tâm của thành phố đã vận động việc mở rộng ngõ hẻm, còn gọi là kiệt, và được người dân ở đây đồng tình ủng hộ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung về cách làm của địa phương này. Ông Trần Văn Dung ở số nhà 325/23 đường Hùng Vương tâm sự, trước đây ngõ này nhỏ hẹp, chỉ rộng hơn 3 mét nên bà con ở đây đi lại rất khó khăn. Lo nhất là khi xảy ra hỏa hoạn, nhà có đám tang hoặc có người đi cấp cứu thì xe không vô được. Vì thế khi nghe phường họp dân để lấy ý kiến mở rộng đường, nâng cấp thảm nhựa thì ông cùng nhiều người ở đây xung phong thực hiện. Tiếp đó ông Trần Văn Dung hiến hơn 10 mét vuông đất để con hẻm được mở rộng. Giờ trước là đường thì chật hẹp, mương cống đường không được tốt. Sau làm hết làm mương cống sau đổ bê tông trước, rồi đổ nhựa sau. Đường xá đâu ngon lành đi lại, với lại có cái trở ngại gì hay là cái gì cấp cứu hay là nhà cháy xe còn chạy vô an toàn. Tương tự, kiệt 47 đường Lý Thái Tổ bây giờ cũng rộng hơn.